Một lần nữa chúng tôi cũng xin được lời chào thân ái tới tất cả bạn chúng ta đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu cuối cùng trong ngày khai mạc ngày hôm nay của cái đầu giữa Ngọc Dương FC và Ngọc Sơn FC. Hai viên ngọc sẽ được đối đầu nhau ở trận đấu cuối cùng sau buổi khai mạc ngày. Ở trận đấu này thì cầu thủ Ngọc Dương FC họ sẽ ra quân với áo trắng sọc trắng, sọc xanh và quân xanh bảo vệ ở bên tay phải. Thưa nhau quý vị và các bạn, vừa dường như đã có những sự thay đổi về phần sân của mình. Cầu thủ Ngọc Dương họ sẽ xuất phát ở hành lang cây cháy và ra quân với áo xanh sọc trắng, quân xanh. Còn cầu thủ Ngọc Sơn FC họ sẽ ra quân với sắc phục áo đỏ, quần đen bảo vệ bên tay phải. Thưa nhau quý vị và các bạn, và bắt chính ở trận đấu ngày hôm nay đó là vẫn là tổng trận tính ông Đinh Thạch. Cây đầy 1 giờ thì một trận đấu cũng đã diễn ra rất hay khi đã có một cuộc lội ngược dòng rất thành công của Lộc Thành trước đội bóng Minh Tiến. Hiệp 1 của trận đấu này đã được bắt đầu. Liệu rằng sẽ có một cuộc dựa đổi tỷ số thành công nữa hay không? Khi mà hai lần ra quân thì có hai trận đấu giao hữu của cầu thủ Ngọc Dương. Với truyền thông của chúng tôi thì rất tiếc chúng tôi đã không thể có mặt để giúp cho một trận đấu diễn ra. Và bây giờ chúng tôi đã có mặt ở trận đấu này sẽ là một sự điều khiển trận đấu. Bên cái đó sẽ là một ngòi nổ để giúp cho trận đấu ngày hôm nay diễn ra thành công hơn. Khi mà một trận đấu diễn ra tâm điểm, hai đội bóng cũng đã thành công có điểm ở trận đấu này. Và liệu rằng đội bóng nào sẽ có điểm ở trận đấu ngày hôm nay hay sẽ mang về một kết cấu hòa? Không được. Phản công dành cho Ngọc Dương FC với sự dẫn dắt của ông bầu đó là Minh Đức, và chắc chắn sẽ giúp cho đội bóng Ngọc Dương sẽ thành công hơn và sự phát triển sẽ được thăng hoa hay không. Xử lý rất hay, đi đẩy rất khôn ngoan. Bóng đá đi hết đường biên và sẽ có một quả phát bóng lên dành cho cầu thủ Ngọc Sơn. Một sự xì đầu ở tuyến trên, mỗi khi có bóng thì sự dâng cao của Mạnh Tiệp đang bó vào trong và di chuyển ở hay là cây trái là cầu thủ mà số 21 Văn An. Nắm giữ khung thành ngày hôm nay của Ngọc Dương FC đó là Hồng Sơn, một thủ thành gia dặn kinh nghiệm và được tập một cách bài bản. Và dâng cao đến từ vị trí của Văn Tú. Không được, đó là cú dứt điểm của Mạnh Tiệp. Trận đấu này đã được chúng tôi phát sóng ở trên hai kênh sóng là Truyền Lửa Thế Thao, Bóng Đá Pro và Trực Tiếp Bóng Đá. Nếu như quý vị và các bạn chúng ta đang theo dõi ở trên kênh sóng của chúng tôi thì quý vị vẫn có thể để lại một tim sẻ và đặc biệt là comment bình luận cho trận đấu ngày hôm nay. Các bạn có thể dự đoán đội bóng nào giành chiến thắng với trận đấu này và sẽ có một kết quả hòa hay không? Không được, đó là pha xử lý để dành cho Mạnh Tiệp, nhưng rất tiếc thì cầu thủ này đã không thể hiểu ý và di chuyển. Xuân xếp mùa giải của giải bóng đá mini cúp Hội đồng Hương Ngọc Lặc và chúng tôi sẽ liên tục được truyền tải và đăng tải những phần sau trận đấu và đặc biệt là kết quả của mỗi vòng đấu, và chúng tôi sẽ được truyền tải cho tất cả bạn chúng ta và quý khán giả chúng ta nhớ theo dõi và đón xem. Đây là một mùa giải khá thành công của giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ thả một đường link thấp nhất của màn hình tất cả bạn theo dõi. Đó là thông tin của các nhà tài trợ sẽ xuyên suốt đồng hành với mùa giải năm nay, giải bóng đá mini cúp Hội đồng Hương Ngọc Lặc của năm 2022. Và thông qua mùa giải năm nay và chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân với tất cả các quý nhà tài trợ đã xuyên suốt để ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi. Và xin được mấy chúc cho tất cả các nhà tài trợ sẽ luôn mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công trên con đường
sự nghiệp của mình. Rất đông các nhà tài trợ đến với mùa giải năm nay và chúng tôi không thể xứng tên. Và thông qua đường link này thì tất cả bạn chúng ta sẽ được nắm rõ với các nhà tài trợ của mình. Nếu như quý nhà tài trợ nào chúng ta theo dõi ở trên đường link không thấy rõ thì chúng ta có thể cập nhật về cho ban tuyển chọn của chúng tôi, đặc biệt có thể thông qua ban tổ chức để có thể gửi tới thông tin của mình. Và chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu ngày hôm nay. Gôi không vào, đó là pha xử lý rất tốt, một pha xử lý khá hay của Mạnh Tiệp, rất nguy hiểm, bóng vẫn còn, khá nguy hiểm, vào. Tỷ số đã đến với cầu thủ Ngọc Sơn FC. Sau những sự kiện đời thì họ đã có một hồi rất thành công, một bàn thắng diễn ra ở một vị trí khá lý tưởng, đó là pha ghi bàn đến từ cầu thủ mà số 21 là Văn An. Một bàn thắng đến từ đồng đội dành cho một đường chuyền hợp lý. 1-0, 1-0 dành cho Ngọc Dương FC. Phần công dành cho Ngọc Sơn lâu rồi, và tiếng còi của trọng tài Đinh Thạch cũng đã vang lên. Đây sẽ là những dịp ngày hội lớn của những gọi con xứ Thạnh tại miền Nam, đặc biệt là những người con của Ngọc Lặc nói riêng và những người con xứ Thạnh nói chung, khi họ đang hòa quyện vào những nhịp đập của trái tim, đặc biệt là môn thể thao vua trái bóng tròn ở trên mọi miền Tổ quốc. Khi mà những giải bóng đá của những người con xứ Thạnh liên tục được diễn ra tại những khu vực miền Nam, đó sẽ là những thời điểm mà họ tạo ra những sự kết nối để sẽ sống chung một nhịp đập. Và liên tiếp thì những người truyền thông của chúng tôi, đó là truyền đường thế nào, luôn là những nhịp bóng nối để giúp cho tất cả những người con xứ Thanh tại miền Bắc và quê hương của mình sẽ luôn được theo dõi những nhịp đập của họ ở tại khu vực phía Nam, đặc biệt là những làn sóng, những trận đấu được diễn ra. Lấy bóng dành cho Ngọc Dương FC, pha xử lý của Văn Đủ, giờ đây không vào, quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Ngọc Dương. Thực sự là một trận đấu diễn ra khá hay và đã được tập diệt một cách bài bản, cho nên những pha xử lý của họ cũng được diễn ra một cách nhanh chóng. Giờ đây thì những nụ cười đã luôn được nở và sự kiêu hãnh đã được diễn ra. Sẽ có một quả đá góc ở hành lang cánh trái, thì Văn An đang thường xuyên di chuyển rất thông thái và liên tục, đó là những đường chuyền của đồng đội để dành cho anh. Không được, pha đá bóng vào trong đã không thành công. Thực sự là một ngày hội mà ông trời cũng đã rất ủng hộ cho cầu thủ và đặc biệt là giải bóng đá Ngọc Lặc. Thì trước lễ khai mạc đã được diễn ra và những hạt mưa cũng đã được đổ. Đó là những nụ cười, những giọt nước mắt của ông trời đã phải rơi khi thấy những tình cảm của những người con xứ Thanh đã được hòa quyện cho những ngày hội lớn như thế này. Không thể dứt điểm. Bóng vẫn còn, dứt điểm may, bóng vẫn còn, cột hai. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên và đó sẽ là một quả đá phạt dành cho cầu thủ Ngọc Dương. Một điểm cố định để dành cho Văn An. Và đây chắc chắn sẽ là một điểm nhà. Văn An, Văn Đủ,
vẫn là Văn Đủ. Phản công dành cho Cao Tùng Ngọc Sơn, quá khó, rất hay, gôi không vào. Đó là pha xử lý của Văn Đủ, nhưng rất tiếc thì Văn Đủ đã không thành công ở pha xử lý vừa rồi. Phản vào rất hợp lý của Tú Thành Ngọc Sơn, người đang nắm giữ trong khung thành của Ngọc Sơn FC đó là Văn Hân. Những sự căng thẳng là rõ hiểu và cũng thể thấy được những cơ hội như thế này. Không được. Một trận đấu khi mà đội bóng Ngọc Dương đã được tập một cách bài bản thì đó là những cơ hội thực sự tốt nhất rồi. Một cơ hội thực sự là tuyệt vời. Đó là pha ghi bàn đến từ Mạnh Tiệp. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-0. Một pha xử lý thực sự là quá tốt. Cố vậy mà đã giúp cho Cao Tùng Ngọc Dương có bàn thắng thứ hai ở trận đấu này. Vẫn là Văn An. Bóng vẫn còn. Sự thay đổi. Thanh Ngọc. Vị trí của Thanh Ngọc cũng đã được đưa vào sân. Bên cạnh đó thì Văn Tú. Văn Tú. Rất hay Văn Tú. Một pha xử lý ngay của Văn Tú. Một pha đảo chân của Văn Tú để có thể loại bỏ được Hà Phong Ngư. Nhưng rất tiếc cái cú dứt điểm thì anh lại không chiến thắng được cột dọc. Không thành gỗ của Ngọc Sơn. Không được. Những cú dứt điểm như vậy thì rất khó để có thể loại bỏ được thủ thành Hồng Sơn. Ngọc Dương FC là một bóng có một lứa tuổi còn rất trẻ và được đào tạo một cách bài bản và trơn tru. Đó sẽ là những cơ hội rõ ràng để dành cho Ngọc Dương ở mùa giải năm nay. Lỗi rồi, đã có một lối quét trụ. Người đã bị phạm lỗi ở phóng vừa rồi là Văn Đủ. Sự đeo bám khó chịu của Minh Hiếu. Cơ hội dành cho Ngọc Dương. Một sự căng thẳng đã được diễn ra. Một trận đấu mà diễn ra không được quá cầu kỳ nhưng được bồi dưỡng một cách khá tốt nên cao thủ Ngọc Sơn đã phải đánh chạm với một bóng Ngọc Dương là đội bóng có lối chơi khá tốt. Khi trận đấu ra quần họ phải đối đầu với đội bóng như đây. Tiếp tục là bàn thắng thứ 3 để dành cho Cao Tùng Ngọc Dương FC. Chúng ta một lần nữa xem lại bóng này, đó là pha xoay sở và dứt điểm của Văn Đủ. Một pha xử lý thực sự là khá tốt của Văn Đủ. Một cú chích mũi giày đã loại bỏ được ngay thủ thành bên phía Ngọc Sơn FC. Rất hợp lý. Rất nguy hiểm. Quá đơn giản. Cái pha dứt điểm như vậy thì thực sự là quá khó để có thể loại bỏ. Đã có lỗi từ bên sau.
một tác động đủ để giúp cho trọng tài Đinh Thạch có thể cất còi. Văn An, đó là cơ hội để dành cho Văn Tú. Rất tốt, rất nguy hiểm, cùng dứt điểm ngay của Thanh Ngọc. Khi đã có được một sự bài bản về sự diễn tập, họ thường xuyên tạo ra những cuộc gặp gỡ và đang giúp cho cao thủ Ngọc Dương có những sự trưởng thành, sự vượt bậc của mùa giải này. Phản công dành cho cao thủ Ngọc Dương, đường chuyền hơi quá sâu so với đà di chuyển của Văn Tú. Sân tập thường xuyên của cao thủ Ngọc Dương đó là sân bóng Nguyễn Đức Hải, họ thường đến với những trận đấu tập luyện rất nhịp nhàng, rất tốt. Văn Tú dường như đó là một đường chuyền hơi nhẹ, nhưng sẽ có một quả đá gốc để dành cho cao thủ Ngọc Dương FC. Những pha chấn nát và tiếp tục những sự xoay sở ở thứ trên. Những sự cố gắng ở tuyến dưới của cao thủ Ngọc Sơn FC, nhưng điều đó vẫn không đủ để có thể đánh chặn những pha phản công của Ngọc Sơn. Lối chơi rời rạc ở tuyến trên đối với cao thủ đỏ, bóng vẫn còn. Không được, đường chuyền quá mạnh để dành cho Văn An. Nếu như để đánh giá với chuyên môn ở mùa giải năm nay thì cao thủ Ngọc Dương là một bóng được nằm trong những top có đội bóng là rất tốt nhất ở mùa giải năm nay. Những hạt giống cũng dường được lô ra. Bên cái đó thì cũng có rất nhiều những gương mặt sáng giá mùa giải năm nay. Họ sẽ có những cơ hội để có thể thành công, để chạm tới những cánh cửa ở vòng knock out. Nhưng về kinh nghiệm và gia dặn thì chắc chắn ít có đội bóng nào khi có những lứa tuổi trẻ và được đào tạo bài bản như đội bóng Ngọc Dương. Họ được tập luyện một cách rất kỹ càng, thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của những ban huấn luyện ngoại binh để có những bài tập cơ bản về thể lực và những pha xử lý một chạm. Khi đến trước mùa giải năm nay thì huấn luyện viên trưởng Áo Kim Sơn đã phải mời đến ban huấn luyện của người Thái để có thể trở về huấn luyện viên của mùa giải năm nay. Đó là một sự thành công. Bên cạnh đó thì đội tuyển trẻ này được chăm sóc rất kỹ càng. Đối với Ngọc Sơn thì họ đưa vào và đến với trận đấu này thì chắc chắn họ đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đến với một trận đấu quyết định này. Sự tính toán của họ là không có quá nhiều, nhưng họ vẫn đang hy vọng một điều lẻ loi nào đó, những pha xử lý cá nhân nào đó đột biến đều có thể tạo ra sự bất ngờ. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa thể có một cơ hội để có thể tìm tới khung thành gỗ của Ngọc Dương FC. Nhưng ngược lại thì lưới của Ngọc Sơn đã phải rung lên lần thứ 3. Thực sự là một trận đấu quá khó khăn đối với cao thủ đỏ cho đến xuyên suốt trận đấu này.
cắt bóng tốt. Lần này thì bóng đã nằm còn trong tay của khung thành của Ngọc Sơn FC. Khi đang có những cơ hội để dẫn bàn thì cầu thủ Ngọc Dương họ vẫn dường như chưa muốn dừng lại một kết quả như thế này. Đã có một pha phạm lỗi. Người đã có pha tranh chấp mà phóng mưa rồi là Minh Hiếu. Thì ở phía dưới thì Trọng Phúc đã liên tục có những pha cản phá rất thành công. Trọng Phúc giờ đây không vào. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Đình Thái của lão vang lên. Những diễn biến của hiệp đấu thứ nhất cũng đã khép lại. Những chiến thắng tạm thời thuộc về cầu thủ Ngọc Dương FC với kết quả tạm thời là 3-0. Và xin mời quý vị và bạn chúng ta cũng nghỉ giải lao trong một phút để xem lại VF2 của trận đấu ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai của cuộc đấu giữa Ngọc Dương FC và Ngọc Sơn FC. Những diễn biến của hiệp đấu thứ nhất cũng đã khép lại với chiến thắng tạm thời thuộc về cầu thủ Ngọc Dương với tỷ số là 3-0. Đến hiệp hai thì cầu thủ Ngọc Dương họ sẽ bảo vệ ở bên tay phải thân chào quý vị và các bạn, còn cầu thủ Ngọc Sơn họ sẽ bảo vệ ở phần sân đối diện. Những chặng đường hiệp hai liệu rằng có thể giúp cho cầu thủ Ngọc Sơn tiếp tục có thêm những cơ hội để thay bàn nữa hay không, và điều đó vẫn đang là một sự thầm lặng, sự cố gắng đối với cầu thủ Ngọc Sơn rất nguy hiểm. Không vào, nó vẫn đang cần có những sự giải tỏa tâm lý và điều bắt buộc sẽ cần phải có một bàn thắng.
Lấy bóng dành cho Ngọc Dương FC. Không được. Những sự dâng cao đến từ vị trí của Thanh Ngọc. Sau khi Thanh Ngọc dâng cao thì vị trí của Chí Học sẽ là phải đẩy lùi phía dưới. Một cơ hội khá tốt dành cho cao thủ Ngọc Sơn FC. Và cuối cùng thì họ cũng đã chờ đợi những giây phút như thế này. Chúng ta một lần nữa xem lại phóng đến từ cao thủ Ngọc Sơn FC. Một cơ hội để giúp cho cao thủ Ngọc Sơn có một bàn rút ngắn. Một cú chích mũi dày thực sự là khó chịu. Rất tốt. Chưa đầy một phút thì hai bàn thắng đã được diễn ra. Bàn thắng tiếp theo để dành cho cao thủ Ngọc Dương. Quá khó khăn để dành cho Ngọc Sơn ở trận đấu này. Khi họ phải thi đấu và gặp với đội bóng Ngọc Dương ở trận đấu khai mạc thì họ cũng đã định sẵn với một tâm lý rồi. Rất tốt. Rất nguy hiểm. Một điều rất quan trọng đối với cao thủ Ngọc Sơn ở trận đấu này là họ rất mong chờ có một điểm số ở trong ngày khai mạc để sẽ thoải mái hơn ở những chặng đường tiếp theo. Quá đáng tiếc dành cho cao thủ Ngọc Dương. Chắc chắn sẽ có một quả là chiếc thẻ vàng. Đó là chiếc thẻ vàng để dành cho cầu thủ mang số 79. Đó là Trọng Phúc. Những sự hấp dẫn được diễn ra ở một cách tốt độ. Những pha xử lý thực sự rất hay. Chúng ta một lần nữa xem lại phóng này. Một chiếc thẻ vàng là xứng đáng của trọng tài. Rất tốt, phản công dành cho Ngọc Trương FC. Quá đơn giản. Nhưng lần này thì pha dứt điểm bóng đi ra ngoài. Những pha qua người của cầu thủ Ngọc Dương dường như diễn ra một cách rất nhanh chóng. Mặt bóng rồi. Đó là cú dứt điểm ngay của Thanh Ngọc. Hai đội vẫn đang có sự ăn miếng trả miếng. Thanh Ngọc không có gì phải vội vàng. Những pha giữ bóng thực sự là khá tốt. Vẫn sẽ là một quả đá biên dành cho Ngọc Sơn FC. Họ vẫn đang rất cố gắng và rất đắm chiều để có thể có những pha xử lý tốt hơn. Khi thực sự đây là một trận đấu khá hợp lý và khá chắc chắn ở tuyến phòng ngự dành cho cầu thủ Ngọc Dương. Tỷ số lúc này vẫn đang là 4-1 nghiêng về cầu thủ Ngọc Dương FC. Lấu hồng được lòi ra thì ngay lập tức sẽ là cú dứt điểm đến từ cầu thủ áo xanh. Phản xử lý của Trọng Phúc. Không được. Những thời điểm quan trọng nhất thì Ngọc Sơn họ vẫn chưa thể có thêm những cơ hội để thành bàn nữa. Quá khó khăn. Nếu như để đánh giá một cơ hội để thành bàn thì chắc chắn Ngọc Sơn đó là một cơ hội rõ ràng nhất và pha xử lý mẫu mực nhất của cầu thủ Ngọc Sơn. Dứt điểm. Không thể đưa bóng vào cột hai.
Những diễn biến của trận đấu này đang từ sự nghiêng về một chiều. Rất nguy hiểm, không vào. Đã có thêm một cơ hội nữa để dành cho cao thủ Ngọc Dương FC. Một trận đấu mà thực sự cao thủ Ngọc Dương đã chơi rất hay ở mọi chiến tuyến. Chỉ cần có những lỗ hổng thì thực sự sẽ là những cơ hội quý báu mà cao thủ Ngọc Dương họ sẽ tạo ra. Một dứt điểm quá hiền. Với cách biệt 4 bàn ở thời gian như này là thực sự khá an toàn. Vẫn là lấy bóng dành cho cao thủ Ngọc Sơn FC. Lỗi rồi. Đã có lỗi dành cho cao thủ Ngọc Sơn. Chắc chắn đó là một chiếc thẻ vàng sẽ được rút ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi một vị trí cố định để dành cho cao thủ Ngọc Dương. Trọng tài Đinh Thạch vẫn đang chỉ đạo với hàng rào chắn của cao thủ Ngọc Dương. Có thể đây sẽ là một điểm nhả. Chắc chắn là vậy. Vì góc sút thực sự là quá khó để có thể tạo ra một cú dứt điểm ngay. Dứt điểm. Dương Nguyên có bàn thắng tiếp theo. Một pha nhà bóng thực sự là khó chịu. Chúng ta một lần nữa xem lại bóng này. Pha nhà bóng là khó chịu và khi ở phía trong thì đang có sự chờ đợi đến từ đồng đội và rất nhanh chóng lưới của cầu thủ Ngọc Sơn là một lần nữa rung lên. Một điều quan trọng nhất, sự kỳ vọng nhất cũng đã được diễn ra. Đội bóng Ngọc Dương họ được thành lập với tất cả những nhân viên của Ngọc Dương FC. Rất quý hợp vào rồi. Bàn thắng thứ 7 để dành cho Ngọc Dương FC. Họ đã di chuyển thực sự là quá nhanh và khó có thể những cơ hội để dành cho đối phương tạo ra sự bắt nhịp. Quá khó. Một trận đấu thực sự là những gương mặt sáng giá nhất của mùa giải năm nay cũng đã được dần lộ ra. Những ứng cử viên của mùa giải năm nay thực sự là vậy. Sẽ có một quả đá góc dành cho, dường như không phải, đó sẽ là một quả phát bóng lên. Một phần hai chặng đường của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 7-1 nghiêng về Ngọc Dương FC. Đoàn quân của ông Minh Đức vẫn đang làm mây làm mưa tại sân bóng Ngay Dũng khi cuộc cái đầu của trận đấu ra quân đang có một sự thắng lợi rất lớn, sự cách biệt là 6 bàn ở những thời điểm như này, và dường như thì họ vẫn chưa muốn dừng lại một kết quả này. Cơ hội dành cho Ngọc Sơn. Không được. Mất bóng rồi. Xin được chào tất cả bạn chúng ta đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Cuộc cái đầu giữa Ngọc Dương FC và Ngọc Sơn FC. Trận đấu này đã được tôi phát sóng ở trên ba kênh sóng là Chủ đề Thể thao Bóng đá Pro và Trực tiếp Bóng đá.
rất tốt. Một pha xử lý để có thể phá phòng vây đến từ thủ thành Hồng Sơn là khá hợp lý. Những điều kỳ vọng và quan trọng vẫn đang mong rằng sẽ có một tia sáng nào đó để dành cho cầu thủ Ngọc Sơn. Mặt bóng rất nguy hiểm, không được, phải nhà bóng quá nhẹ. Một sự cố gắng để có thể giữ được nhịp độ trận đấu đối với cao thủ đỏ, nhưng họ vẫn đang để cho đối phương liên tục có những sự ép sân. Không có lỗi, đoạn quân của ông Minh Đức vẫn đang chơi với những sự quyết tâm khá cao. Với những điểm số và những bàn thắng, đó sẽ là những thành quả để giúp cho luôn luôn giữ được vị trí trên bảng xếp hạng một cách tốt nhất. Sẽ có một quả phát bóng lên mà thôi. Lấy bóng dành cho Ngọc Dương FC. Rất tốt. Và nhà bóng khá khôn ngoan. Họ không có gì phải vội vàng, những cách chơi của họ được diễn ra một cách rất nhuần nhuyễn. Giống như đó là một bài tập của họ ở những thời gian vừa qua. Chỉ với một giải đấu được diễn ra với quy mô và thường niên, khi họ đưa về những bài tập cơ bản về thể lực và những sự khéo léo pha xử lý để có thể thoát vòng vây, thì cầu thủ Ngọc Dương cũng đã được làm việc một cách rất triệt để. Đó là những sự thành công và thành quả của nó diễn ra để có thể giúp cho trận đấu ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại là rất thành công. Cố ơi, không vào. Thực sự là đáng tiếc dành cho cầu thủ Ngọc Sơn ở phóng vừa rồi, khi họ đã có một cơ hội để đối mặt với thủ thành Hồng Sơn. Phản công dành cho Ngọc Dương FC. Hồng Sơn dứt điểm ngay. Vẫn là Hồng Sơn, không có gì phải vội vàng khi mà cột hai của họ cũng đã bị khóa chặt. Những điều quan trọng nhất đối với họ ngay lúc này là thời gian, và Ngọc Sơn vẫn mong rằng một thời gian sẽ được trôi chậm lại để có thể họ có thêm những cơ hội để thành công nữa.
Và đã gọi dành cho cao thủ Ngọc Dương FC. Nếu như trọng tài đã cắt còi, một chiếc thẻ vàng đã được rút ra để dành cho trọng tài Hồng Sơn, đã có lỗi một lỗi phản ứng. Thời gian vẫn đang trôi về những phút cuối cùng của trận đấu. Và được hồi dành cho cao thủ Ngọc Sơn FC. Không được. Câu trả lời dành cho Ngọc Sơn. Rất khéo léo. Tuyến 2. Bóng vẫn còn. Rất nguy hiểm. Lần này thì bóng đã không thể đi vào khung thành. Những sự cố gắng ở những thời gian cuối cùng của trận đấu này. Một tinh thần đang được diễn ra là khá tốt để dành cho cao thủ Ngọc Sơn với những sự quả cảm và quyết tâm rất cao. Họ đã có một tinh thần rất lớn, nhưng khi phải đối đầu với đội bóng Ngọc Dương ở trận đấu khai mạc này thì thực sự là khó khăn. Họ đã biết được điều đó nên vẫn đang hiện tại sự gồng mình để có thể giữ được nhịp độ trận đấu này. Rất hay, rất nhịp nhàng. Không được, bóng vẫn còn. Và đang hy vọng một điều nào đó để đến với cao thủ Ngọc Sơn ở những thời gian, những giây cuối cùng của trận đấu này. Xử lý rất hay. Vẫn là cao thủ áo xanh. Không được. Lại bóng dành cho cao thủ Ngọc Dương FC. Đây sẽ là những thời điểm cuối của trận đấu này. Nhưng phải xử lý một chạm để có thể kéo giãn đội hình. Và dường như họ không muốn mặn mà thêm những cơ hội thành bàn nữa. Sự bảo toàn thể lực đó sẽ giúp cho cao thủ Ngọc Dương sẽ tiếp tục giữ được một vị trí ở trước bàn xếp hạng. Và đúng lúc này thì tiếng gọi của trọng tài Đình Thạch cũng đã vang lên. Những diễn biến của trận đấu này cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về cao thủ Ngọc Dương FC với tỷ số là 7-1. Một trận đấu thực sự là tuyệt vời và nghiêng về một chiều dành cho cao thủ Ngọc Dương. Và đến đây thì ekip chúng tôi chủ đề thế nào cũng phải nói lời chia tay với tất cả các bạn thân này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn chung với những trận đấu tiếp theo. Xin chào và chào tạm biệt.